Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Mở đầu mục điểm báo hôm nay là bài viết đáng chú ý khi Bộ trưởng sắn cuộn lội ruộng trên mục sự kiện bình luận báo Lao động. Đó là chuyến thực địa tại Bắc Ninh, địa phương liên tục kêu khó trong công tác lấy nước đổ ải vụ đông xuân của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Bài viết bình luận, sự xuất hiện của tư lệnh ngành nông nghiệp trong một hình ảnh gần gũi có ý nghĩa rất lớn với những người nông dân một xương hai nắng, không chỉ ở Bắc Ninh, ở Hà Nam. Nhưng vấn đề của ngành nông nghiệp có vẻ lại không ở đầu vào, bởi các chuyên gia nông nghiệp có cái nhìn không mấy sáng sủa về khả năng xâm nhập và cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam tại các thị trường lớn. Ngành chăn nuôi cũng đang điêu đứng trong cảnh càng nuôi lớn càng lỗ khi thị trường xuất khẩu chính gần như đóng cửa. Vì vậy, bài viết khẳng định có lẽ chỉ có quan điểm và đầu tư thực sự cho đầu ra sản phẩm, cho khoa học nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mới là con đường, là lối thoát duy nhất giúp nông dân đỡ đi phần nào cảnh ống thấp ống cao, chân lấm tay bùn. Một thông tin đáng chú ý được báo Giao thông đề cập hôm nay đó là đề xuất quy định buộc các chủ xe ô tô mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ cho việc xử phạt vi phạm giao thông. Đây được đánh giá là một ý tưởng tốt, góp phần hạn chế tiêu cực. Theo phân tích của Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an, xét về khía cạnh tích cực, quy định này có một số ưu điểm nổi bật như sẽ giúp giải phóng một lượng lớn sức lao động của cảnh sát giao thông khi lực lượng này không phải xử phạt trên đường. Cùng với đó, sẽ hạn chế tình trạng tiêu cực, xin xỏ hay đưa co giữa người vi phạm và lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, quy định này sẽ giúp quản lý chặt chẽ hơn các phương tiện, nhất là trong việc xử phạt chủ xe vi phạm thông qua hệ thống giám sát tự động. Theo thống kê của Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, thì chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2017, cả nước đã xảy ra 18 vụ cháy nổ, thiêu rụi 14 căn nhà, gần 4 hecta rừng và làm chết 2 người, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Báo Quân đội Nhân dân nhìn nhận từ các con số này cho thấy, càng về những ngày cuối năm thì mật độ các vụ cháy nổ càng dày, sự thiệt hại cũng vì thế mà ngày càng lớn. Vì vậy, theo bài viết, việc phòng cháy là việc phải làm thường xuyên, liên tục, càng về cuối năm thì càng phải nâng cao cảnh giác với các vụ cháy nổ. Ai cũng biết rằng đã xảy ra cháy nổ là sẽ có thiệt hại. Thế nhưng, có một câu hỏi là tại sao những vụ cháy nổ vẫn xảy ra khá thường xuyên, trong đó có nhiều vụ cháy nghiêm trọng với những nguyên nhân khá giống nhau và đã được cảnh báo trước. Bài viết cũng khẳng định, việc phòng ngừa cháy nổ chủ yếu phải tập trung vào việc nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ từ mỗi người và mỗi người dân, cần phải coi việc phòng cháy chữa cháy là việc cần thiết của chính mình và gia đình mình. Với nhân đề đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán, Báo Vĩnh Phúc cho biết. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chi trả lương, thưởng, trợ cấp xã hội cho các đối tượng lớn nên tần suất giao dịch tiền mặt tại các ngân hàng tăng đột biến. Để đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tiền mặt cho các đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo kho quỹ, tăng mức dự phòng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt phải hoãn chi trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Chuyển sang phần điểm báo quốc tế, thưa quý vị và các bạn, hội nghị về hòa bình Trung Đông diễn ra ở Paris của Pháp mới đây với sự tham dự của đông đảo các nhà ngoại giao đến từ hơn 70 quốc gia đã khơi dậy những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine. Báo Nhân dân gọi đó là thông điệp của hòa bình. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại bùng phát một đợt bạo lực mới ở khu vực Trung Đông, hội nghị đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, coi đây là giải pháp duy nhất có thể đem lại hòa bình cho Trung Đông. Diễn ra trong bối cảnh Iceland phản đối gay gắt hội nghị Paris và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết theo đuổi chính sách ủng hộ Iceland nhiều hơn. Hội nghị được cho là gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iceland Netanyahu rằng chỉ có giải pháp hai nhà nước mới là cách tốt nhất để đạt được hòa bình ở Trung Đông. Australia đối mặt với nguy cơ về an ninh mạng cũng là thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo Quân đội Nhân dân. Theo bài viết, tài khoản email Yahoo của hàng nghìn quan chức chính phủ Australia, bao gồm các chính trị gia, cảnh sát, quốc phòng, thẩm phán, nằm trong số 1 tỷ tài khoản email Yahoo đã bị xâm nhập. Bài viết dẫn InfoArmor cho biết, các dữ liệu bị đánh cắp tại Yahoo xảy ra vào năm 2013 bởi một tổ chức hacker đến từ Đông Âu, với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc bán lại các tài khoản email. Nhóm hacker này sau đó đã bán các tài khoản Yahoo cho các nhóm tội phạm mạng và một cơ quan tình báo nước ngoài với giá 300.000 đô la Mỹ.
Bài viết cũng nhận định, an ninh mạng hiện đang là vấn đề nóng bỏng và cấp thiết, không chỉ của riêng chính phủ Australia mà còn ở nhiều quốc gia khác như Mỹ, Nga. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.